Hello, cảnh vlog cuộc sống ba miền, xin chào chú anh chị Nhật Văn. Hiện tại mình đang có mặt tại đường NA7, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Cô chú anh chị ơi, để mình quay xe bánh của anh mình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem nhé. Bánh tiêu nè, bánh tiêu, bánh bao chiên anh chị ơi, rất là ngon luôn. Cô chú anh chị nằm đi trên con đường KH2. Dạ em chào anh ạ. Bánh tiêu, một cái bánh tiêu nhiêu anh? Chỉ có 5k thôi à, cô chú anh chị ơi, rẻ mà lại ngon nữa. Bánh bao chiên anh bán sao anh? Cũng 5k luôn à, anh chị ơi. Anh chị nào mình đi trên con đường KH2 nha, mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha, rất bánh rất là ngon luôn anh chị ơi. Đó, đặc biệt là bánh tiêu của anh hấp dẫn luôn, rất là ngon luôn mọi người ơi. Chỉ có 5k thôi. Bánh của anh rất là ngon luôn mọi người ơi. Cô chú anh chị ơi, chỉ có 5k thôi, rất là rẻ luôn, lại ngon lắm. Cô chú anh chị nằm đi trên con đường nhà KH2 Mỹ Phước 2, các bên kia đầu đường KH2, mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nhé, rất là ngon luôn anh chị ơi. Đó, bánh chỉ có 5k thôi anh chị ơi, bánh rất là ngon luôn. Mình xin nhắc địa chỉ xe của bánh của anh nè, nằm trên con đường KH2 Mỹ Phước 2 nha, Bến Cát, Bình Dương nha. Cô chú anh chị các bạn nằm đi trên con đường này, mình ghé vô mua ăn trải nghiệm thử nha. Bánh rất là ngon luôn anh chị ơi. Bánh tiêu nè, có cả bánh bao chiên luôn nha mọi người, rất là ngon luôn. Xe bánh của anh nằm trên con đường KH2 Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương nha. Cô chú anh chị các bạn nằm trên con đường này, mình ghé vô mua ăn trải nghiệm thử nha. Bánh của anh chỉ có 5k thôi, rất là ngon luôn. Tôi làm cho điện thoại cho. Em muốn mất tiền đâu. Rất là ngon luôn. Bánh chỉ có 5k thôi. Bánh tiêu hấp dẫn rồi anh chị ơi. Anh chị nằm đi trên con đường KH2 nha, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương nha. Mình ghé vô mình mua ủng hộ anh nha. Bánh còn rất là ngon luôn. Chỉ có 5k thôi à, cô chú anh chị ơi. Bánh còn rất là ngon luôn.
bánh tiêu, bánh bao chiên nha cô chú anh chị các bạn. Anh chị nào đi trên con đường này mình ghé vô mình ăn trải nghiệm thử nhé. Bánh của anh rất là ngon luôn. Anh chị ghé vô mua ủng hộ ảnh nha. Bánh của anh rất là ngon luôn. Xe bánh của anh nằm trên đầu đường KH2 nè. Anh chị ơi. Cái bánh chỉ có 5k thôi anh chị ơi. Anh chị nằm đi trên con đường NA7 nha. Đầu đường DK2 nha, Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha. Mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha. Bánh chỉ có 5k mà lại ngon đó anh chị ơi. Bánh chỉ có 5k thôi anh chị ơi. Rất là ngon luôn. Bánh tiêu, bánh bao chiên nha anh chị. Cô chú anh chị nào đi trên con đường này mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha. Bánh còn rất là ngon luôn. Rẻ rẻ nữa. Một cái chỉ có 5k thôi anh chị ơi. Áo tiêu vô. Được cái chai gì vậy? Cô chú anh chị các bạn nằm đi trên con đường nhà NA7 nha, đầu đường KH2 nha, Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha. Mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha. Bánh tiêu nè,
Mình xin nhắc lại địa chỉ bánh của anh nằm trên con đường N7 Mỹ Phước 2 nha, đầu đường KH2 nha. Cô chú anh chị nào đi trên con đường này mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha. Chắc có lẽ là mình dừng video ở đây mọi người ơi. Mình xin chúc cô chú anh chị có bằng mình một ngày mới thật là an lành hạnh phúc nha. Dạ em chào anh nè, chúc anh mùa mai bán đất nha.